À, Phong à, Phong đang à, đang nhìn coi chị Ngọc với làm gì. À. Ủa, nấu gì chị? Dạ, nấu cơm cho em nè. Nấu cơm ăn nhắc tối đó chị. Ừ, ăn no à. Bụng rồi mới dưỡng bụng có sức được đi dung dân. Ủa, nghe nói ngày mai chị làm được về quê hả chị? Ừ, mang chị về quê rồi, nhớ chồng nó quá rồi. Nhớ gì lắm hả chị? Ừ, về mấy ngày nè. Sao nay nhớ chồng hả chị? À, nhớ chồng lắm hả? Nhớ con, nhớ chồng. Ờ, nhớ con, nhớ chồng. Con nhớ chồng, con về. Con về làm đồ ăn mà có bà chủ làm chung nữa. Quá trời sướng rồi. Vậy đó mà còn chưa chắc là nó chịu gắn bó với mình, căng đầu cũng chết. Dạ. Dạ, tính đồ nghỉ hả chị? Thì ai biết, nhiều khi nó thấy nó thương quá rồi nó chảnh chảnh mình đâu biết được. Dạ. Nó giỡn vậy thôi chứ nó trong cái đậu nào, không lẽ nó kêu dùng bằng từ bạc tình dữ nè. Tối nay anh đi rồi nè. Dạ, tối nay. Ừ, một lát cô nói với con hồi mơ quên rồi. Nó để gì điện gì quên chặt nó nha. Chứ nó đi hôm ta không lãnh vụ đó. Mắc vợ nó đền chị chết luôn. Dạ, đúng rồi. Đi tối quá xe nguy hiểm lắm á. Mà nó nói không sao đâu cô. Bạn chồng con đặt xe cho con. Tao không biết, để tao điện chồng mày nha. Ủa, đây nồi gì ngon vậy? Thịt vậy? Nấu thịt. Nó cao, vịt nó cao. Dạ, Trúc có ăn món đó không chị? Có, trời ơi, ăn hết luôn. Trời ơi, cưng nhất mà sao mà không ăn được. Cưng như lâu hả chị? Đừng ký đầu vậy. Không phải, cưng là sao không? Cưng là tại gì? Em giúp bà con nghèo được nên dạ. chị cũng cưng đó. Dạ. Không phải là tự nhiên mà cưng ngoài khơi khơi không nha. Dạ, mấy anh chị em giỡn lắm cô chú anh chị. Sao? À, hấp dẫn quá. Không muốn ăn dụng gì không cho? Dạ, thôi. Gió thổi phù phù. Thì tối nay ngày mai chị buồn rồi. Đây. Rồi Phong ké ké, Phong quơ quơ bẹ bạ chú có ăn. Chứ chú ngồi ăn rồi. Ngại lắm. Dạ. Nấu vợ chịu ăn là mừng rồi mà con lên. Thời môn này dưới em nhiều lắm hả chị? Ở đây bán bún lòng ngàn ký. Bún lòng hả chị? Rồi rồi. Để bữa nào đi xuống mày hái đem bảo ha. Về bữa xuống hết rồi. Luộc gì bó xôi. Ủa cái kia luộc rồi hả chị? Cái bữa em đem lên đó em nhớ không? Dạ dạ, xu đũa. Xu hôm nay cho nó ăn là cà rốt với lại bông cải xanh với lại rau lan màu với lại món xu đũa của con đem lên đó là luộc cái này ăn thật tàn. Đủ rồi dao luôn. Tủ lạnh này sao mà cái mua nó có dán sẵn vậy hả chị? À. Cái này là về là tự dán vô. Còn mấy anh em đang ngồi xem chương trình YouTube của Phong Nguyễn với Tấn nè, Phạm Tấn nè. Ngon không? Hấp dẫn quá chị. Ờ, nhìn miếng sao. Sô đũa ngon. Cái này mà chấm khô quẹt ngon lắm đó chị. Thì này có khô quẹt nè, chị đi Phú Quốc chị có mua khô quẹt luôn đó, muốn chấm chao chấm khô quẹt chấm. Bữa giờ mẹ chị cũng khỏe hả? Khỏe. Khỏe lắm. Mẹ đi tới nhà chị Ngọc chơi cũng tranh thủ quay video, có video đăng cho ông bà cô bác xem. Cuộc sống bình dị của anh chị. Chị Tiền đang làm nước chấm bên đây. Hôm trước là quay chị kiếm tiền chặt từng trái bàn để lo cuộc sống, một ký không bao nhiêu tiền.
Bữa nay nhờ công việc ổn định, cũng nhờ anh Tâm chị Ngọc tạo điều kiện đây. Xóa nợ, trả tiền trả nợ luôn. Rồi xây nhà tắm, cho tiền xây nhà tắm luôn. Trời, thịt vịt kho gừng hả chị? Trời ơi, thịt vịt kho gừng ngon quá. Dao lan với cái này là bầu, bầu luộc. Dao lan này ngắt ở đâu chị? Dạ chị ngắt ngoài chợ. Này, mấy anh em. Thì anh Tâm, coi anh Tâm ở ngồi rồi, cô chú anh chị. À, vừa quay vừa coi clip luôn. Đây anh Tâm anh đang ngồi. Hôm nay anh mổ mắt cũng đỡ khỏe nhiều đó cô chú anh chị ơi. À, anh Tâm chào khán giả. Dạ, chào bà con. Đây, còn đây là chú chai hòm đang ngồi ở đây. Chú chai hòm đang ngồi bấm điện thoại. Này, đang đang coi. Còn phó chủ chai hòm đang ngồi ở đây. Cũng đang coi. Đang coi luôn, coi ủng hộ luôn, mừng quá. Đây, đang xem chương trình này của anh chị. Hạnh phúc quá trời luôn. Quá hạnh phúc luôn. Đi lên đây được ăn hoài. Ăn hoài ngại quá chị. Ngại gì mà ngại. Miễn sao tao nói mày, miễn sao mày lo cho mà con nghèo còn do đi là tao ủng hộ tối đa luôn. Dạ. Nó hơi méo méo rồi chứ. Gì? Chưa mày... tròn được, hơi còn hơi méo méo. Từ từ tròn. Là còn do mà cỡ giá nào cũng là phải lo cho mày hết trơn đúng không? Dạ, cảm ơn chị. Tại vì thương quá, thương em là em cũng nói chung là mình cái cuộc sống là cái cuộc sống, nhưng mà quan trọng là cái tấm lòng nhân hậu của mình. Mình cũng lo cuộc sống rồi, mình thấy là bà con nghèo, mình giúp đỡ được cái gì trong cái khả năng của mình. Nên chị cái gì chứ có phần đó mà chị nói thiệt, chị thương mấy người đó lắm. Người ta cũng có cái tâm thiện, người ta mới làm như vậy đó. Yeah. Giống như em với Phạm Tấn vậy đó. Cuộc sống đâu phải nói thật sự, tại nói giỡn gì chứ. Cuộc sống dưới quê thì thường thường cũng phải có cái nhà mà ở bà con. Nhưng mà cuộc sống thì cũng tạm ổn, chứ không phải là so với những người mà khá giả thì cũng khá giả gì, nhưng mà giàu nhất là cái lá tấm lòng nhân á. Nó nhân hậu rồi mới có tấm lòng như vậy rồi mới đi chia sẻ với bà con nghèo được. Chứ có nhiều người, người ta làm cứ người ta cứ chạy theo cái đồng tiền không à. Nên muốn giúp người cũng rất là khó luôn á. Sao nữa chị? Thì là thương thương vậy đó. Dạ. Thương em với anh Tấn là vậy, chứ anh Tấn em thấy không? Cũng khó khăn cũng... Sao quá trời anh em làm luôn mà sao chị chọn hai tụi em? Thì thấy hai em là cái cuộc sống á, là không có phải mà giàu có gì, nhưng mà tụi em có cái tấm lòng nhân hậu đó. Ví dụ cái kiếm cơm gạo đủ hàng ngày mình sống thôi, chứ không phải cần giàu có gì. Cái cốt lõi á là đi làm á là để giúp bà con đó không? Dạ. Chứ không phải là vì cái đồng tiền đó, nên chị thấy vậy chị thương là chị ủng hộ. Dạ. Chứ còn nhiều người thì mình không dám nói, mình không có trong cuộc thì mình không dám nói gì, nhưng mà nhiều người xã hội này thì họ cứ chạy theo cái đồng tiền á. Dạ. Rồi chứ còn cái những cái chuyện mà giống như làm để lo cho bà con nghèo thì rất là ấy, rất là ít ẩu. Nên thấy vậy cũng thương. Sao thử không? Ăn dũng không? Thôi không có chấm gì đâu. Không chấm gì. Không chấm gì ăn nổi đúng không? Ê, ơi. Ê, cơm xốp ngon quá. Rồi. Bữa nay nữa ngày mai về thăm chồng rồi sướng rồi. Chuẩn bị ăn cơm. Ủa quên đó, mấy bữa nay chị thấy công việc thì sao rồi? Cũng quen với công việc, cũng bình thường. Cũng quen nhà mình thôi à. Này gặp anh Tâm chị Ngọc này cũng thương chị chứ, hiếm mà đi tới chỗ nào mà làm mà giống như vậy đâu. Dạ. Út trai út gái xem như là chị em ở trong nhà vậy đó.
nên mình làm mình thì anh chị dành tình cảm cho chị như thế nào chị dám cố gắng đáp lại như vậy rồi chị làm ha. Ủa cá nữa, cá này quen quá vậy, cứ cá bữa em đem hả? À, uống cá lấy ra làm chi chị? Trời, chiên luôn hả? Ăn gì nhiều món như vậy? Thì có gì đãi nấy mà. Trời ơi. Giờ không lẽ em Út đem con cá chà bá lửa lên giờ mình ăn một mình. Chị ăn ngày mai ăn cái gì? Trời đất ơi, ăn muốn quẹt cũng vui nữa cưng. Thủ à kìa. Muốn quẹt là nhiều như lắm luôn. Em ăn muốn ăn muốn quẹt phải không Phong? Dạ. Em ăn muốn ăn muốn quẹt lắm. Thôi vậy. Nè, ăn nhiều như lắm. Nè, nè. Trời ơi. Này cá trích kho khô. Dạ, cá trích. Ừ, cá trích. Tủ gì mà chị không ăn bớt để lâu nó ấy không? Trời ơi, mua đâu có lâu đâu mà mua cũng cầu mong cho có khách có bạn đâu tới nha. Đặng ăn cho hết, cái này phải khô quẹt không? Tỏ mắt coi nhìn phải không cơ? Khô quẹt đó, khô quẹt đó. Đâu lấy ra. À, đúng rồi, khô quẹt. Ừ, hổng lấy hũ ra ăn còn. Ừ, dạ. Ừ, đó. Khô quẹt với cá ấy. Mua nhiều khi bạn bè tới. Mình xuống cho hổng nó cười kìa chị. Xuống cho hổng nó cười. Nè cá đâu đi con bự quá. Nè, cá bự. Cá bự hoàng cố. Cá đó hôm bữa là cá đồng á chị, chứ không phải là cá nuôi đâu. Đúng rồi. Thì ở dưới mình là cá ngon không á chứ. Giờ chiên cá ăn rau muống. Dạ. Rồi nấu canh. Nhà anh này là chị làm đồ ăn luôn chứ. Trời ơi, ở đây nó thiệt chứ. Đó, em hỏng tiền đi. Em hỏi tiền đi, ở đây trong nhà chị có nhà là chị mà nó được cái là nó ngoan, nó hiền, nó thương. Dạ. Ừ, thì nó hữu hảo với mình vậy đó, đúng không? Ôi, coi chừng cá bự đứt tay đó. Này làm hai đúng không? Ừ, làm hai đi. Ồ, cá nhà Phong. Không đâu, mấy thì ấy thêm. Không đủ thì ấy thêm như vậy. Dạ, dạ. Cá trong bữa màu vàng mà sao thành màu đen rồi. Ừ, chắc là hầu với màu đen. Bỏ miếng muối vô đi con. Chị Tấn hả, coi hết chương trình rồi hả? Xuống coi chị Ngọc làm đồ ăn kìa. Nay đi lên gần như nguyên ngày trên anh Tâm chị Ngọc, thấy sao Thắng? À, rất là vui. Vui lắm hả? Dạ. Được tiếp đãi ăn uống quá trời luôn. Trời, anh nghe nói vậy không? Rồi sao nữa? Em cũng không biết nói gì hết, anh chỉ nói trốn kìa. Thôi đi xuống sao đi, anh Tâm ơi. Có bảo lục. Bảo lục. Anh Tâm đang xem những chương trình tin tức. Thơm quá, thơm quá. Thơm không? Dạ, thơm quá cơ. Làm như Phong bị bệnh nghề nghiệp, đi đâu Phong cũng cầm máy của chú anh chị. Nó đi vô nhà những bà con, những nhân vật nó cũng lục nồi. Rồi nó đi tới đâu nó cũng lục nồi, nó bị bệnh nghề nghiệp. Đúng không? Đi lục nè con. Em nó trốn rồi chứ. Anh hồi này làm như con gì vậy? Mắc cỡ rồi chị. Nó bị bệnh nghề nghiệp. Dạ. Yeah. Mấy đứa nó bụng dữ chưa? Dạ, nha. Chơi quay em là chị. Hả? Nó chơi lại đó. Chơi lại. Chơi lại đó. Để ông đậm nó cao quá đúng không? Mày lại kìa. Trả thù liền. Tử 10 năm đã thù chưa bụng rồi. Mà mới nấu vậy giờ trả thù liền. Quay lại cảnh anh Phong đi lục nồi. Trời ơi, chị nấu nó bị nhiễm rồi, nó bị nghề nghiệp. Dạ. Nó nồi riết. Nó chơi nó quay em rồi chị. Chơi quay em. Ngồi lên tắt máy ông nội. Lên chút đi. Lên chút đi, đợi chút xíu đi. Dạ. Xíu ăn cơm. Chắc ở tới sáng luôn quá. Thì ở mấy ngày đó ở. Ở đây mấy muốn ở đây mấy ngày ở. Mà ở là có bà con điện đi khổ là phải đi rồi nha. Chứ là đuổi à. Dạ. Đây quý vị. Xài anh Phong anh lựa từng trái nè quý vị. Đó, anh rất là thương cô chú Tâm Ngọc này. Anh phải anh lựa từng trái ngọt đúng không vậy? Chị ngọt cho nè, còn mấy trái ăn. Ngọt quá vậy? Ăn không? Ăn ngọt mấy trái ăn ha. Trái nào anh cũng cảm. Bà con, Phong nó nghĩ Ngọc chắc là ốm nghén hay sao, đi thăm bà bầu hay gì, nó lên lần nào bữa hổm nó cho một tụng. Một tụng gốc rồi nay nè.
Rồi đó, coi chắc đầm bán luôn á chị. Dạ, đừng bán gì nha mà em thấy xài này ngoài chợ là chị đó. Trời ơi, xài này hình như xài thái chứ. Không có chua dữ. Cũng không có chua dữ chị. Dạ. Chấm mắm ruốc phải không? Dạ. Mắm ruốc. Còn mắm ruốc hả chị? Có. Dạ. Ăn gì? Ăn gọt mấy cái. Ê, chịu bụng ăn cơm đó nha, chứ mà ăn. Nhà bây giờ dùng cơm đây. Dùng bữa cơm đạm bạc không vậy chứ? Rồi đạm bạc. Rồi vô ngồi đi. Không để. Ở đây có mấy người ăn. Có, tụi em ăn đi đó. Dạ. Chúng yên tâm đi chứ đâu ai nữa đâu chờ con. Rồi ăn luôn chị. Ừ, ăn đi. Rồi chị. Sao vụ gì chị? Bây giờ để tiền nó xin về quê. Mà tối nay là xe tới nhà lớn đó rước luôn đó. Là đang giao nói chuyện giao hả? Rồi xong chị mới nói là ủa mày đi về quê là đi mày đi đâu 1-2 giờ đêm 12 giờ đêm rồi lão rồi mất con vợ là thằng chồng mày đền út rồi út lấy đâu mà đền con vợ cho nó đây chứ đi 12 giờ đêm luôn hả chị? Ờ xe tới nhà rước nó cưng nó đặt xe mà nó nói vậy nè út yên tâm đi à, chồng con đặt xe cho con đi đó chứ con đâu có biết đâu mà con đi vậy sẵn rồi em phải ghi hình để rồi, rõ có chuyện gì lão rồi con vợ con chồng mất con vợ nó đền tao chết luôn khoan để điện thoại nha. Ở nhà, đi đám rồi. Đó, thấy không? Chết cha rồi. Rồi, xong luôn rồi. Không có đi đám rồi. Rồi sao? Giờ sao? Bà Út, có ai đó. Đây nói với bà Út luôn nè. Không có thì nói bà Út vợ đâu đi. Bà Út có nè. Trời, nó coi lãng là mày đi. Mày đi đâu rồi mất con vợ nó đàn tao rồi chết luôn rồi tao lấy gì tao đàn. Bà Út ơi mẹ không bà Út? Không. Dạ, dạ. Chào Út. Đỡ rồi. Dạ. Út chịu ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa Út? Ăn rồi cháu ơi. Dạ Út cho con hỏi nè, con tiền nó xin con về dưới 3 ngày, 3 4 ngày gì đó. Mà tối nay là nó đi nó nói xe nó là chồng nó đặt cho nó là tới 1 2 giờ đêm gì đó là nó mới đi về mà giờ con sợ quá lỡ mất thằng chồng con vợ rồi thằng chồng nó đền con rồi bà Út nghĩ sao bà Út? Hả? Bà Út sao? Hả? Bà Út làm chứng nha. Hả? Có không? Ừ, thằng nóng chị. Có không Út? Rồi sao? Nó nói như con tiện nó nói vậy có sự thật không? Nó nói chồng nó đặt xe cho nó về quê có không? Nghe chồng nó nói vậy á. Mà có không? Có. Dạ, có. Vậy bà Út xác nhận giùm con nghe, mất con vợ. Mất con vợ nó là bà Út đàn chứ con có biết rồi nha. Có hình ảnh rồi. Nha Út. Không mất đâu. Dạ. Rồi. Thôi vậy con cảm ơn Út nha. Út giữ gìn sức khỏe nha. Rồi chị Tiền qua ăn luôn chị Tiền ơi. Dạ khỏe không cảm ơn. Dạ. Rồi có gì thì con để con tranh thủ rồi con sắp xếp thì con dạ. Xuống con thăm Út sao nha. Rồi ăn cơm luôn chị ơi. Dạ dạ. Rồi thôi con chào Út. Giữ gìn sức khỏe. Dạ dạ. Thôi lại ăn cơm đi con. Tiền mà ăn luôn đi con. Dạ ăn luôn chị. Đã điện thoại đi mẹ. Em lại ăn đi. Ủa điện thoại này đâu phải của em. Điện thoại của con. Xem chút có thêm cái nữa rồi. Rồi ăn đi chứ. Rồi vô ngồi đi chị. Ăn ngồi đi. Đại gia đình mời tất cả quý khán giả quý mạnh thường quân dùng cơm. Cá được chưa con? Rồi mời bà con dùng cơm đạm bạc. Trời ơi về đạm bạc anh. Rau ăn đi em. Anh ăn đi. Ừ. Anh cũng ăn chung đi anh. Ừ. Dạ. Ăn đi luôn rồi chị cá bạc. Để ghi đoạn ngắn nữa rồi khép chương trình rồi vô ăn luôn. À. Chị không còn ăn em đâu có dám. Không dám. Chị nấu mà. Trời ơi. Chị nấu cho đây. Em cái gì đâu. Dạ ngồi ăn luôn chị. Lấy bao nhiêu ăn đi. Còn món cá nữa hả chị? Rồi cá chim. Cá chim nè, thấy không? Ngon không? Trời ơi nó vàng ôm rồi. Trời ơi. Nó vàng nha không? Dạ, còn cái chảo này nó có sống dính hả chị? Đâu dính nào nó đập đúng không? Dạ, chị. Cháu này chừng nào không xài nữa cho em nha. Dạ. Nắm lên đi, để đâu luôn á. Đợi nó nè. Nè, anh, để lại xin chồng luôn. Dạ, thưa chị. Tiền á, nó nói em á, cái nồi mình nó ngon quá, mua giùm con gái. Em nói thôi giờ mày, lát mày bới cái nồi đó, mày đem đâu mà đó về nhà mày nấu luôn. Nè, đó, nồi cơm đó đó, đó. Nè, chiếc nhẫn này đẹp quá chị. Đẹp không? Dạ. Dư chứ nào nè em muốn đem mà đem là em kêu nó đó mày chùi mày rửa đi đó cái nào đó nồi cơm hả chị nồi cơm này mới tin mà ê nó nghe nè nó nghe nè
dạ. Con cơm này nấu ngon lắm rồi. Mai mốt có vợ đáng kiếm con vợ giống tiền vậy nè nó nấu cơm đẹp quá, ngon quá. Dạ, nấu cơm đó đó. Con, ở Úc mua giùm con gái đi Úc. Tôi nói thôi mày lấy đi. Giờ mày lấy mày đem về nhà mày nấu luôn đi. Rửa đi, lau chùi đi, tối đem về. Đem về luôn. Rồi nhà mình nấu gì vậy? Hả? Nhà mình nồi đâu nấu? Thì mình có cái thùng mà em bỏ đâu em đâu có biết. Để tiền lên xe. Hả? Trời đất ơi. Dạ. Thì ngồi tầm được. Tầm được không? Ngồi ăn luôn. Em ngồi đi, chị chiên cá xong dạ. Chị lại. Ăn đi cưng, ăn đi. Rồi thôi vô rồi ăn. Diễm không thẳng. Quay thời hết luôn. Dễ gì. Rồi thôi chắc Phong Nguyễn xin phép chương trình luôn. Để nhảy vô ngồi ăn. Để ngồi Tân với Thắng ăn hết chơi. Nó kỳ dánh. Anh quay chút xíu nữa em ăn hết thiệt luôn á. Hai đứa em dễ thương lắm quá chị. Đi ăn xong rồi chúc hai ba anh em chạy về lại Long An lại. Rồi con Tâm ăn ngon lành. Ờ, cơm vợ nấu mà ăn ngon chứ. Chê là không có ăn á. Em biết cá này đâu không ba anh? Là chị đem cá bự cho ăn khủng luôn, cá khủng luôn. Em biết cá này đâu không? Cũng không em lên đó. Bằng. Cá nó nuôi hầm gì á. Anh biết vậy. Biết sao anh Tâm ảnh và bò anh nấu vậy cho tụi em không ăn đó. Để đi còn lại đó. Thôi cá này hấp dẫn ghê không? À, cá của ai mà bự như vậy? Muối của thằng nào, Phong nào đó. Vậy, trời ơi, bữa nay chị cấp nè, kết nạp thêm thằng Phong đâu nữa hả? Phong này nè. Ngon dữ lắm luôn á, nó ngon ghê không? À. Ừ, ngon ghê luôn á. Hấp dẫn luôn. Còn nắng ăn đi gấp nữa nha. Dạ. Tự nhiên đi nha. Rồi thôi em xếp clip cho chào khán giả luôn chị Ngọc ơi. Rồi. Xin chào bà con. Dạ. Rồi chào bà con. Dạ. Rồi chào bà con, cô bác đi em. Dạ chào bà con. Rồi ăn nha. Dạ. Chào bà con. Rồi thôi Phong Nguyễn với đại gia đình cũng cảm ơn tất cả những quý mạnh thường quân, quý ông bà cô bác xem chương trình nha. Tại vì những cái lúc mà ghi hình nhằm khi đau thương nhiều quá, gặp nhiều hoàn cảnh đó, trong lúc mà sinh hoạt gia đình thì Phong Nguyễn cũng chia sẻ để gửi đến những cái không gian, những cái niềm vui trong gia đình, sinh hoạt gia đình rồi đó, để gửi những khán giả. Thì hồi bây giờ thì cuối clip là thì Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý mạnh thường quân và quý ông bà cô bác nha. Rồi chào mọi cô bác luôn.